Thôi mẹ, hôm nay là con được chính thức bổ nhiệm làm trưởng phòng mới của công ty. Ủa thôi, mẹ lại thế rồi. Thế có một cái gì là bây giờ cứ đè con lợn ra mổ lại liên hoan. Thôi, khi nào rảnh thì con sẽ gọi về cho mẹ sau. Đây mẹ nhá. Ôi, Lan Anh ơi, anh đây này. Đi được nắng không? Nắng chết đi được ấy, anh chả đón em gì cả. Nắng chết đi được, anh chẳng đón em gì cả. Anh bảo này, hôm nay là một ngày đặc biệt. Anh có một món quà đặc biệt tặng cho người yêu anh. Hên 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 hên. Toàn là mỹ phẩm em thích. Thích không, thích không? Sao anh biết em dùng hãng này? Làm gì có ai hiểu em bằng anh. À, anh ơi, sắp đến sinh nhật mẹ em rồi đấy. Quá đơn giản. Nhưng mà anh bảo này, cái việc mà chọn quà cho mẹ vợ tương lai, em chủ động chọn giúp anh nhá. Không phải chờ anh bảo. Túi rách, đơn giản. Mẹ em thích túi này này. Sao lại mấy chục triệu này? Anh tiết tiền với cả mẹ em à? Không phải là anh tiết tiền nhưng mà... Em đã bảo với bố mẹ và họ hàng em rồi, rằng anh làm trưởng phòng của một công ty lớn, lương tháng gần cả 100 triệu. Bây giờ anh về ra mắt mà tặng quà rẻ tiền quá thì mất mặt lắm. Anh là trưởng phòng thật, nhưng mà anh vừa mới được bổ nhiệm sáng ngày hôm nay. Hôm nay anh mới ứng được một nửa tiền lương, không đủ cái túi sách được của em nữa. Anh muốn làm thế nào thì làm. Alo. Mẹ à. Con này định đi đâu à? Mẹ, mẹ đi đâu đây? Tối hôm qua anh gọi điện cho mẹ, anh nói là cần tiền gấp. Mẹ đã lo được tiền cho anh rồi đấy. Con cần tiền thì mẹ cứ lo đi, rồi mẹ gửi lên trên này cho con cũng được, có làm sao đâu. Khổ quá, mẹ không biết gửi qua ngân hàng. Được rồi, thế những cái gì đây mà tay xách cách mang nhiều thế này? Đây đây, anh cứ từ từ. Đây nhá, trước tiên là trứng này, trứng gà đẻ đấy, trứng sạch đấy. Rồi. Nhá, còn đây là chuối. Đấy, anh xem cái chỗ nào kín kín, để nó, rồi là nó chín kỹ rồi ăn. Ôi giời. Ôi cần tiền. Ôi tiền đâu, tiền đâu? Đây là tiền bán lợn, bán hai con lợn đấy. Đây, anh cầm đấy mà dùng. Anh tích tiền với cả mẹ em à? Bây giờ anh về ra mắt mà tặng quà rẻ tiền quá thì mất mặt lắm. Còn đây là gạo, gạo lúa mới. Ôi giời, thơm và dẻo lắm. Này, chịu khó nấu cơm chứ cứ ra ăn hàng cháo chợ khổ quá con ạ. Nhá. Có đúng là con cần tiền để mua một món đồ mà con thiếu. Ừ. Nhưng mà bây giờ thì con không cần dùng đến nữa. Ôi trời ơi, không đi. Phải ngại, con cứ cầm lấy. Mẹ, bây giờ con không cần đến nó nữa. Mẹ cất đi. Bây giờ thế này nhá. Mẹ đi vào đấy với con, đứng đi. Có chuyện gì? Đi vào đây. Mẹ nghe để con. Mẹ vào mẹ tắm đi, cho mát mẹ, sảng khoái. Con chạy u lên công ty một tí. Rồi con về đây, đưa mẹ đi mua một vài món đồ. Đưa mẹ nhìn, quần áo thì mặc bao nhiêu năm nay sờn hết cả vai rồi. Không, mẹ mặc thế này là đủ rồi, không phải mua cho mẹ cái gì cả. Mẹ, hôm nay thôi, hôm nay ngoại lệ nhá. Để tất cả mọi thứ con lo cho nhá. Bố, ảnh nữa. Mẹ vào đi.